Và anh chị em biết một cái văn hóa của SE khi làm việc đội nhóm là nó vô cùng tuyệt vời ở chỗ này anh chị. Cái tốc độ của chúng ta chính là tốc độ của đội nhóm ta. Nhưng mà chúng ta không bao giờ bỏ rơi đồng đội trong những lúc họ cần nhất. Anh chị em có biết rằng là anh chị em team coach á, họ là những người chịu thử thách hơn chúng ta rất nhiều. Họ chịu thử thách còn hơn cả ban tổ chức nữa. Bởi vì họ phải cùng một lúc làm rất nhiều việc. Họ vẫn phải làm bài tập, họ vẫn phải hướng dẫn tất cả các thành viên của nhóm mình, và họ phải học tập buổi sáng, có mặt trước buổi tối. Sau khi kết thúc chương trình họ không được nghỉ, họ phải quay trở lại để tiếp tục giải quyết tất cả những cái vấn đề của thành viên. Và giống như là họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những cái trách nhiệm mà họ đã được nhận. Và đó chính là cái sự cam kết 100% của anh chị em team coach. Và họ sẵn sàng chịu bất cứ cái trách nhiệm gì nếu do chính họ gây ra. Đó chính là cái sức mạnh của sự cam kết, và họ không cho phép họ bỏ cuộc. À, đây là những cái thách thức mà ban tổ chức chắc chắn rằng là biết rằng là các anh chị em ngày đầu tiên bao giờ cũng bị bấn loạn ạ. Bởi vì thưa với các anh chị em rằng là chúng ta có mặt ở đây 15 ngày và chúng ta gọi đây là một hành trình chuyển đổi. Thì một hành trình chuyển đổi nó sẽ không bao giờ chỉ là kiến thức ạ. Chúng ta học với nhau, kiến thức chỉ là một phần rất là nhỏ thôi ạ. Cái quan trọng nhất, đây là một cái lò bát quái, đây là một cái bối cảnh mà anh chị em đã cho phép mình được chui vào đây, đúng không ạ? Và hãy cho phép cái lò này được luyện anh chị em trong vòng 15 ngày. Và chúng ta sẽ cùng xem là điều gì xảy ra. Hãy ghi khắc những cái thời gian như thế này ạ. Hãy ghi khắc cái ngày đầu tiên là ngày hôm nay. Thực ra ngày hôm qua là ngày khai giảng, nhưng mà chúng ta chưa có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Chúng ta chưa phải làm bài tập, chúng ta chưa biết bất kỳ cái điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay là cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta mới chạm đến những cái quy trình của lớp học. Và cái sự bấn loạn nó bắt đầu xảy ra từ ngày hôm nay ạ. Thì hãy ghi nhớ ngày này, ghi nhớ ngày này ạ. Và sau 15 ngày, mọi người hãy quay trở lại, mọi người nhìn lại cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua ấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự chuyển đổi của chúng ta nó sẽ diễn ra như thế nào. Dạ, em chào cô Ngọc, em chào tất cả mọi người ạ. Thực sự thì đây là lần đầu tiên mà em chia sẻ trên Zoom từ khi mà bắt đầu học K3 tới giờ, và hôm nay thì đảm nhiệm với vai trò là team coach. Em thật sự là cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà khi mình được đảm nhận cái vai trò này, và cái đặc biệt là đối với cái nhóm em rất là tuyệt vời luôn. Tất cả thành viên, 12 thành viên đều là thành viên mới, trong đó có một anh công an và 11 người giáo viên. Thật sự thì nhóm em đúng là làm việc rất là chuyên nghiệp. Mới có một ngày đầu mà họ đã bảo, thứ nhất là đã học được, thứ nhất là quản trị deadline này, và chúng thì nắm rất là tốt, làm bài đầy đủ, và đặc biệt là cực kỳ nhiệt tình, rất là nhiệt tình trong việc luôn. Vâng, còn ngày hôm qua thì khi mà được nghe thầy Kenbay, thầy Thái và cô chia sẻ thì thực sự là em thấy chương trình rất là chuyên nghiệp luôn cô. Và em ứng dụng được rất rất là nhiều, đặc biệt là về cái Belet á. Tại vì tới đây em có làm cái chương trình online, em đang trăn trở làm sao để mà kiểm soát được cái việc các bạn làm bài tập có đầy đủ không, những cái bài tập thực hành ứng dụng hàng ngày á cô. Thì khi mà được chia sẻ về cái Belet thì thấy nó giống như kiểu những cái mình muốn, mình khao khát là nó được đáp ứng. Và lúc nãy cũng em thấy vô cùng ấn tượng ở cái chỗ mà cô chia sẻ về cái việc mà một kiến thức mà được lặp lại 7 lần á. Rất là tuyệt vời luôn. Tại vì nói chung là em cũng không nghĩ rằng là một cái video mình được xem như 33 video đấy, mình được xem mà nó được lặp lại đến những 7 lần luôn. Không nghĩ là như thế, nên rất là ấn tượng ạ. Là mặc dù em hy vọng rằng là còn 14, hôm nay là buổi thứ hai, còn 14 buổi nữa. Thì cái việc mà một người thầy, người ta là một cái người, người ta rất là khó khăn để mà gặp được một cái người thầy tốt, gặp được một cái người thầy ví dụ như là một chuyên gia quốc tế họ về họ nói với mình, mà mình lại không hề có cái gì ở trong đầu á, thì khi chúng ta nghe cái người đó nói, mình không hiểu, thì mình đang lãng phí đi một cơ hội rất là lớn để gặp lại người ta lần thứ hai. Cho nên khi mà mình phải chuẩn bị thật là kỹ, và cái lúc mà người ta nói ấy, người ta nói đến đâu mình hiểu đến đấy. Và người thầy là người giúp cho mình đào sâu hơn kiến thức, chứ không phải là người cung cấp kiến thức cho mình. Đó. Nên là thì đấy là cái mình muốn giải thích để cho chị Hương cùng với cả các anh chị em. Chúng mình đầu tiên là chúng mình cứ kiên nhẫn á. Chúng mình cứ cho phép chúng ta được kiên nhẫn để trải nghiệm toàn bộ cái quy trình mà ban tổ chức đã sắp đặt cho mọi người. Và một cái kiến thức nó được lặp đi lặp lại tới 7 lần liền, nên là yên tâm rằng là các anh chị sẽ học những cái thứ chuẩn.
Video mà thầy Ken Bay dạy là đã là video chuẩn rồi. Ban tổ chức cũng cung cấp lại cho các anh chị cái bản transcript để cho anh chị không cần, khi mà chúng ta làm bài tập chúng ta không cần phải nghe lại video, mà chúng ta có thể đọc được từ cái bản transcript đó để chúng ta có thể làm bài tập. In ELPS, we focus on three very important skills. Ở trong chương trình ELPS, chúng ta cần tập trung vào ba cái kỹ năng cực kỳ là quan trọng. Selling skill. Đầu tiên là kỹ năng bán hàng. Remember, one of the most critical soft skills of the 21st century is not just to communicate with the right mindset and communicate with the clear objective. Và hãy nhớ một điều rằng một trong những kỹ năng cần thiết quan trọng nhất ở trong thế kỷ 21 đó chính là giao tiếp. Mà giao tiếp thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải giao tiếp với một cái tư duy đúng đắn và một cái mục tiêu thật là rõ ràng. You know, leadership in the new world of 21st century is totally going to be different. Và bên cạnh đó thì cái kỹ năng lãnh đạo ở trong thế kỷ 21 là một cái thứ gì đó rất là khác biệt. Leadership in the new world is going to be supported with a lot of competitions, a lot of availabilities or information, and people are more talented and smarter. Và trong cái thời đại ngày nay ấy, thì những cái người leader phải là những người giỏi hơn, bởi vì cái thời đại của chúng ta có công nghệ thông tin, chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều những cái nguồn thông tin và có cực kỳ là nhiều những cái sự cạnh tranh. Success is a journey. Những cái gì mà tôi cố gắng nói với các bạn ấy, đó chính là hãy nhìn vào đây, hành trình thành công của chúng ta là cả một quá trình. If you want to make it, you need to understand the step by step. The step by step to get to the point that you want to go. Khi mà các bạn muốn đạt được cái kết quả ấy, thì các bạn cần phải biết từng bước một để đạt được cái kết quả mà các bạn mong muốn. And what makes our system different? Vậy thì cái gì khiến cho cái hệ thống của chúng ta khác biệt? To start with is that most of the profiling tools only tells you up to the point of your behavior. Vậy thì hầu hết những cái công cụ nhận biết hình mẫu ấy thì chỉ công cụ nhận biết hình mẫu truyền thống sẽ nói cho các bạn biết rằng là đâu là cái hành vi vô thức, cái biểu hiện bên ngoài của các bạn. Our six profile focusing on engaging your customer more effectively to wow your customers. Nhưng mà cái khác biệt của chúng ta đó chính là chúng ta tập trung vào quá trình, kết quả, chúng ta tập trung vào những cái điểm gắn kết với khách hàng để có thể wow khách hàng. So we focus on execution. Những cái gì chúng ta tập trung ấy đó chính là hành động. We focus on application. Chúng ta tập trung vào cái sự chấp hành, cái sự áp dụng. We focusing on, you know, getting the right thing right. Chúng ta tập trung vào làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. Thì bất kỳ một cái con đường thành công nào như thầy đã nói rồi đúng không ạ? Chúng ta đều có những cái lộ trình đi và nó không hề dễ dàng. Nhưng mà bao nhiêu người thấy rằng là dù nó không dễ dàng nhưng nếu như có ai đó họ đã đi và có ai đó họ còn vẽ ra được cho chúng ta một cái tiến trình rất là cụ thể thì nó đã giúp cho chúng ta dễ hơn rất là nhiều rồi ạ. Có cái người ta đã đi trước và người ta đã vẽ bản đồ cho mình rồi thì mình đi đằng sau ấy, nó đã là một sự dễ dàng hơn cho mình rất nhiều rồi ạ. Chúng ta comment số 1 ạ. Và trong cái bài chia sẻ đầu tiên, trong cái bài chia sẻ vừa rồi thầy có nói đó là tất cả mọi người thì đều cần phải bán hàng. Và bán hàng ở đây là gì? Bán hàng ở đây chính là quá trình mà chúng ta giao tiếp với người khác một cách có mục đích. Và làm sao chúng ta thành công trong cái việc giao tiếp, chúng ta thành công, chúng ta đạt được cái mục tiêu giao tiếp của chúng ta, thì đó chính là bán hàng. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.